Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Spot Hùng đây và đã rất lâu rồi thì Hùng không xuất hiện trên các video và mọi người không nhìn thấy mặt Hùng đúng không ạ? Bình thường mọi người có thể nghe thấy giọng của Hùng rất là nhiều trên các live stream và các giải đấu cầu lông hoặc là các live stream ví dụ như kiểu Hùng live stream ở sân cầu Hùng đang đánh chẳng hạn, sân cầu lông Viện Tài Chính ấy. Thì hôm nay Hùng sẽ gặp lại mọi người. Mọi người đầu tiên là Hùng thực hiện cái video này để mọi người được gặp mặt Hùng qua cái video này. Dạo này mọi người thấy Hùng đẹp trai hơn không ạ? Và cái thứ hai là Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người những mẫu giày cầu lông Li Ninh chính hãng giảm giá mà Hùng vừa mới kiếm được. Phải khoảng hơn một tháng rồi thì chưa có lô giày về và bây giờ đã có một lô giày mới về rồi. Thế thời gian vừa rồi Hùng cũng khá bận đi live stream các giải nên là cũng chưa có thời gian để giới thiệu đến anh em. Thì hôm nay có thời gian rảnh thì Hùng sẽ giới thiệu đến anh em. Và anh em đang có nhu cầu thì hãy xem cái video này nhé, để chọn cho mình mẫu giày hợp lý nhất. Còn nếu anh em nào đã có giày rồi thì hãy giúp Hùng chia sẻ cái video này đến người bạn của các bạn, biết đâu họ đang cần mua giày và họ lại tìm thấy Hùng đúng đợt hàng giảm giá và đúng những mẫu giày chất lượng, mẫu giày họ thích, thì Hùng sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều, đúng không ạ? Và bây giờ thì Hùng sẽ bắt đầu giới thiệu các mẫu giày. Đầu tiên Hùng sẽ giới thiệu các mẫu giày nữ trước nhé, bởi vì số lượng mẫu giày nữ rất là ít. Ok, mẫu giày đầu tiên là Li Ninh AITM074. Đây là một mẫu giày nữ thuộc dòng cao của Li Ninh, với giá gốc là 499 tệ, tức là 1.750.000 giá gốc. Đây mọi người có thể nhìn thấy, Hùng sẽ quay trực tiếp để mọi người có thể quay video, chúng ta có thể nhìn giống như kiểu ngoài thật, ngoài đời thật chúng ta nhìn vào đôi giày vậy. Đây, dòng đế. Đôi giày này áp dụng dòng đế mới nhất của hãng Li Ninh, với các đặc điểm thứ nhất là bám nền, thứ hai là cao su chống mài mòn cao, thứ ba đó là giảm chấn rất tốt, đi rất êm và có chống lật. Đây là dòng đế mà Hùng thích nhất, và hai năm nay Hùng đều đi hai đôi giày dòng đế này. Là giày của Hùng luôn này. Giày của nó đây, đúng dòng đế này luôn anh em, nói có sách nách có chữ đấy. Thì đôi này giá gốc là 1.750.000, giày nữ có size 37, 38 và 39 nha chị em, hình như không còn 39 nữa sao, chờ xem tí nào. Còn một đôi 39 nhá, 37, 38 và 39, số lượng thì cực kỳ hạn chế, giá gốc là 1.750.000 và giảm giá còn có 780.000 thôi. Sẽ tặng kèm cho chị em một đôi tất cổ ngắn cũng như là tặng kèm một chiếc móc khóa cầu lông kim loại lưu niệm rất là đẹp. Đúng, xem nào, móc chìa khóa rồi, ok bỏ qua đi. Anh em nào thích xem cái hình ảnh móc chìa khóa có thể nhắn tin cho không. Đấy, đôi giày nhìn lại một vòng nữa, một đôi giày rất đẹp, một đôi giày nhìn rất là nhã nhặn với chị em nhá, dáng của nó rất là nữ tính. Nhìn màu trắng thì mọi người cứ nghĩ là đôi giày này giống giày nam, nhưng không, đây một dáng của nó rất là nữ tính và rất là thon chân. Đôi giày này đi rất là nhẹ và êm, đặc điểm của đôi giày này nhẹ, êm, chống lật, chống mài mòn và nói chung là thoáng khí. Đây mình có thể nhìn thấy đó, là giày đầu tiên có size 37 và 38 39, số lượng chỉ mỗi size chỉ có 1-2 đôi thôi. Mỗi lần mình kiếm không kiếm được nhiều đâu, làm gì mà có hàng khuyến mãi, hàng sale mà có nhiều thì nó thành ra loạn, có nhiều thì thành ra hàng nhái mất rồi. Ok, tiếp theo mẫu giày, tiếp theo giày cũng là giày nữ, mẫu giày này bán rất chạy bên Hùng. Ok, đây là mẫu giày Li Ninh AITM064, giày nữ màu da cam. Với mẫu này thì Hùng còn duy nhất size 38 rồi, còn hai đôi size 38 rồi. Thì đôi này thuộc dòng tầm trung của hãng Li Ninh, so với cái đôi lúc trước Hùng giới thiệu thì không thể bằng đôi trước Hùng giới thiệu, phải nói thẳng là như thế. Đây là dòng đế cổ điển của hãng Li Ninh, dòng đế lâu đời nhất, cái này chuyên cho anh em cày nền sân bê tông. Và đôi giày này độ êm thì độ êm trung bình, không thể êm bằng đôi lúc trước được. Tuy nhiên đôi giày này cũng rất là đẹp và cũng có đầy đủ các công nghệ. Trước tiên mọi người có thể nhìn thấy, Hùng sẽ xoay quanh đôi giày cho mọi người xem. Đó. Thì còn size 38 thôi. Chất liệu chỗ này là da bóng có thể lau chùi được. Và các hoa văn này là các hoa văn nó in nhiệt, nhìn rất là chất lượng, và dưới lớp in nhiệt này là lớp vải lưới giúp cho đôi giày mềm, đi cảm giác vào chân nó thoải mái, dễ chịu và đặc biệt là rất là thông thoáng chân. Dòng đế này thì có đặc điểm thứ nhất là nó chống mài mòn rất là tốt, cái thứ hai là đây là công nghệ chống lật, công nghệ chống lật. Mọi người có thể nhìn thấy cái đế giày nó sẽ hơi bè ra một chút để giúp cho chúng ta chống lật tốt hơn. Đấy. Về chất liệu thì da bóng nha anh em, nhìn đôi giày này rất đẹp, khá là nữ tính, chỉ có size 38 thôi. Giá của sản phẩm, giá gốc là 1.250.000. Giảm giá còn 720.000, quà tặng thì cũng giống như đôi trước, tặng một đôi tất cổ ngắn và một móc khóa cầu lông lưu niệm nhá. Còn nếu mà mọi người muốn đổi móc khóa thành ví dụ như kiểu quần cá chẳng hạn thì cũng nhắn tin cho Hùng biết nhá, nếu không sẽ tặng mặc định là như vậy. Với đôi cam này nên nhớ chỉ có size 38 thôi. Và tiếp theo nữa cũng vẫn là đôi này, cũng vẫn là đôi giày đấy, nhưng mà màu xanh dương này thì nhìn nó trẻ trung, nó năng động hơn. Màu xanh dương này thì thường các bạn trẻ hay mua hơn, hoặc là các chị mà kiểu nữ tính một chút thì hay thích màu xanh dương này. Thì nó cũng là đôi vừa rồi Hùng giới thiệu tất cả về công nghệ rồi đấy. Thì bây giờ thì Hùng sẽ chỉ nói về size thôi. Size của đôi giày này sẽ là size 36, 37, 38 và 39, là có đủ size. Tuy nhiên mỗi size cũng chỉ có 1-2 đôi thôi. Nếu mà chị em nào đang có nhu cầu mua giày thì hãy liên hệ Hùng ngay. Có nhu cầu mua giày thì hãy liên hệ Hùng ngay, hoặc là có bạn bè nào cần mua giày thì hãy giới thiệu họ để họ có cơ hội có thể mua được những mẫu giày giảm giá rất là hiếm này bên Hùng nha. Giày nữ rất ít khi Hùng nhập. Giày nữ rất ít khi giảm giá, rất ít khi Hùng nhập và rất ít khi nhập được mẫu giày đẹp như này. Vì vậy mà chị em đang cần mua giày thì mua luôn, hoặc là giới thiệu bạn bè mua nha. Ok, đó chỉ có 2-3 mẫu giày nữ đó thôi. Bây giờ Hùng bắt đầu giới thiệu các mẫu giày nam. Đầu tiên Hùng sẽ giới thiệu các mẫu giày nam ở mức tầm trung trước, rồi Hùng sẽ giới thiệu ở mức tầm cao hơn. Đấy, thì Hùng sẽ giới thiệu mọi người mẫu giày ở mức giá tầm trung. Một mẫu giày phải nói là Hùng đã bán hàng vài trăm đôi giày này rồi trong vòng khoảng nửa năm qua. Đây là đôi giày Li Ninh AITN019 màu đen. Khẳng định rằng có rất 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 nhiều người đang xem video này của Hùng đã từng mua đôi giày này, hoặc đã từng mua đôi giày này cho cả câu bộ của mình. Đây là một đôi giày. Ok, đánh giá trước tiên là màu sắc của nó là màu đen, một màu sắc rất là nhã nhặn và rất thích hợp với những ai mà không thích sự màu sắc
không thích cái sự gọi là lè lẹt thì mọi người hãy chọn cho mình đôi giày này. Đôi giày này vừa có thể đi đánh cầu cũng vừa có thể đi chơi. Đôi giày này áp dụng dòng đế, cũng là dòng đế lâu đời của hãng Liên Minh, giống như hai đôi nữ trước nhỉ, giống như hai đôi nữ trước, thì nó chuyên cho nền sân bê tông. Với cái này chuyên nền sân bê tông, cởi sân bê tông chống mài mòn rất là tốt. Cái thứ hai là nó cũng có công nghệ chống lật và giảm chấn, nên là đôi giày này đi cũng nói chung độ êm nó chỉ là trung bình thôi nhá, chỉ là trung bình thôi. Đấy, chất liệu vải thì đây là chất liệu da của sản phẩm, chất liệu da rất là mịn, rất là chắc chắn, mọi người yên tâm là với da này không bao giờ bị nổ và cũng không bao giờ bị rách, khả năng rách gần như là không có. Nói chung là bảo không bao giờ bị rách thì cũng không phải, bởi vì tất cả các đôi giày trên thị trường cho dù đắt tiền mấy cũng đều có khả năng bị rách hết, chả có gì là tuyệt đối hết. Tiếp theo là chất liệu về lưới. Chất liệu lưới vải dệt này thì giúp cho đôi giày nó thông thoáng, cùng với đó nó sẽ mềm mại chạm vào chân chúng ta sẽ cảm giác nó dễ chịu. Các hoa văn, các nó phối hợp các miếng carbon đa màu sắc này khiến cho đôi giày làm điểm nhấn cho đôi giày, cái đôi giày rất là đẹp. Đó. Extracture cái này là, nếu không nhầm thì nó là công nghệ chất liệu thôi. Nó là công nghệ chất liệu. Và độ đôi giày này thì có khối lượng trung bình nhá, nó không nhẹ. Khối lượng nó trung bình nhá, nhưng so với một số đôi giày trên thị trường thì nó sẽ nhẹ hơn. Đôi giày này khối lượng ở mức trung bình, độ êm ở mức trung bình. Giá cũng rất là hợp lý, giá gốc của đôi giày này cũng là 1.250.000 và đang được sale chỉ còn 620.000, có size 40, 41 và 42, xem có 43 không? Không có 43 mọi người ạ. Có size 40, 41, 42, 1.210.000 giảm giá còn 620.000. Giá trên chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Tất cả giá các sản phẩm báo đều chưa bao gồm phí ship. Và sẽ tặng quà đó là hai quần cám chống trơn đặc trị mồ hôi tay và trơn tuột vợt bên Hùng. Một sản phẩm mà Hùng đang độc quyền phân phối. Một sản phẩm mà có thể giúp giải quyết cái vấn đề mồ hôi tay và trơn tuột vợt cho các lông thủ mà đang gặp phải cái vấn đề đó. Và Hùng đã làm một trong số đó. Và Hùng đã, cái loại quần cám này nó rất thích hợp với Hùng. Và từ khi dùng nó rồi thì Hùng không muốn dùng loại quần cám khác nữa. Nó chống trơn rất tốt và nó thấm mồ hôi cũng rất tốt. Dùng, nếu mà cho Hùng dùng loại khác thì Hùng không dùng được. Bây giờ chỉ dùng được đúng hai loại duy nhất, đó là quần cán đặc trị mồ hôi tay của Hùng và quần cán Zone X, ngoài ra không dùng được loại nào khác. Đấy, thì mọi người sẽ được Hùng tặng cho hai chiếc để mọi người dùng thử, và nếu mà mọi người yêu thích thì sau này mọi người có thể ủng hộ Hùng nhé. Hai quần cán chống trơn là một móc khóa cầu lông kim loại nha mọi người. Đây, móc khóa này mọi người thấy không? Wow, nó bị chổng ngược rồi. Thôi không sao, kệ, tí Hùng sẽ nhặt sau và tiếp tục giới thiệu đến anh em. Xong mỗi giày là tí nhặt sau. Có size 40, 41 và 42 anh em. Size 41 thì còn khoảng 5 đôi, size 40 và 42 thì chỉ còn 2 đôi mỗi size thôi. Ok, tiếp theo. Một mẫu giày nữa có mã là Nining AITM069. Nó cũng có dòng đế tương tự như đôi AITN019 vừa rồi. Thì đặc điểm của dòng đế này cũng như đã Hùng đã giới thiệu rồi, Hùng sẽ không nói lại nữa nha. Tiếp theo về chất liệu da. Chất liệu da là chất liệu, đây mọi người có thể nhìn thấy. Chất liệu da bên trong nó là một lớp vải rất là chắc chắn, cùng với bên ngoài nó bọc giống như kiểu bọc một chất liệu gì đó giúp chống nước và giúp chúng ta lau chùi đôi giày cực kỳ dễ dàng. Nó gần giống như một lớp bóng ấy, nhưng không phải là lớp giấy bóng nhá. Nó một lớp bóng giúp cho đôi giày không bị ngấm, chống nước và giúp cho đôi giày chúng ta có thể dễ dàng lau sạch đôi giày. Đây là một điểm rất tuyệt vời, và cùng đó công nghệ của nó cũng là có các cái bộ phận về lưới để cho đôi giày nó thông thoáng này, lỗ thông thoáng này, lỗ thông thoáng. Đó. Đôi giày này thì màu sắc nó rất là nhã nhặn, màu đen kết hợp màu tím than kết hợp với màu xanh chuối, thì mình thấy là đây là một sự kết hợp. Lining họ rất hay là dùng sự kết hợp này. Cái sự kết hợp này nó đã xuất hiện ở khá nhiều đôi giày rồi và khiến cho nhiều người cứ tưởng rằng mẫu giày này là những cái mẫu giày đó. Hôm nọ có khách hỏi Hùng bảo sao em đăng một mẫu giày ngày trước có 550, đôi đấy là đôi ITM001 thì nó cũng kết hợp, nó cũng sử dụng cái kiểu phối màu này, nên là khách hàng hiểu nhầm là Hùng báo giá bố láo ấy. Có nghĩa là trước Hùng săn được cái lô hàng ITN001 màu kiểu gần giống như này luôn, và ngày đấy là siêu sâu là khoảng hơn 500.000, và đôi giày này thì hôm nọ Hùng báo giá khách giá 690. Thì khách lập tức phản ứng theo kiểu là thằng này bố láo, sao báo giá linh tinh. Hùng không bao giờ báo giá linh tinh nhá, nói duy nhất một lời, nói đâu nói đều báo giá khách như thế. Thì đôi giày này giá gốc cũng là 1.250.000, tuy nhiên đôi này giảm chỉ còn 690, không được giảm sâu như AITN019 nhá. Đôi này giảm còn 690, 1.250.000 giảm còn 690, còn size 40, 41 và 42, và số lượng cũng mỗi đôi mỗi size thì cũng chỉ kiếm được 2-3 đôi thôi. Đó, AITM069 nhá mọi người, AITM069. Và tất cả các sản phẩm giày cầu lông bên Hùng thì đều là hàng chính hãng 100%, hàng chất lượng, mọi người yên tâm. Hùng phải tuyển chọn, Hùng phải chọn kỹ cái sản phẩm nào chất lượng đảm bảo thì Hùng mới dám nhập về, và khi nhập về mà nếu sản phẩm nào không chất lượng thì Hùng cũng không bao giờ bán ra thị trường, mọi người yên tâm nhé. Đấy, thì tiếp theo đó là một mẫu giày cũng mức giá rất là hợp lý cho mọi người, đúng không ạ? Và cuối cùng ở mẫu giày tầm trung thì một mẫu giày phải nói là rất đẹp và bắt mắt, có một màu đỏ rất là cuốn hút. Thì giới thiệu đến mọi người mẫu giày Lining AITM107. Vẫn dòng đế đấy, Hùng sẽ không nói nhiều nữa. Ok, và tiếp theo về phần chất liệu. Thì với chất liệu da của đôi này, nó làm thông thoáng khí bằng các lỗ thông thoáng cùng với lớp lưới ở phía trên này. Và chất liệu da của đôi này cảm giác nó rất là xịn, nó rất là mềm. Và cầm đôi này thì nhẹ hơn hai đôi trước nha. Đôi này có khối lượng nhẹ hơn hai đôi trước, đi nó sẽ nhẹ hơn. Và đặc biệt là đôi này rất là đẹp, chất liệu da nó rất là mềm.
hoa văn rất là đẹp luôn, màu đỏ thẫm đấy, màu đúng như kiểu mọi người đang xem trên đoạn video này. Đây, giữ nguyên cái màu đây, đây đây chính là màu chính xác của nó đấy. Thì về công nghệ thì nó cơ bản là về công nghệ chúng ta để ý nhá, đó là về lớp đế. Nếu mà đi cảm giác như nào thì chúng ta sẽ nói đến đế, thì đôi này đế giống như hai đôi trước. Tuy nhiên với chất liệu da như này thì dĩ nhiên cảm giác nó mềm mại hơn, thì dĩ nhiên đi vào chân thì cảm giác nó cũng sẽ dễ chịu hơn. Người đó đôi giày này đẹp hơn hai đôi trước. Hùng thấy đôi giày này đẹp hơn hai đôi trước, đôi này rất là hot bên thị trường Trung Quốc. Không biết anh em Việt Nam nhìn đôi này có thấy đẹp không, nhưng người Trung Quốc họ thấy đẹp. Thế nào, đôi này hiện tại trên thị trường thì đợt vừa rồi Hùng chỉ săn được size 40-41 thôi nha anh em, không có size 42-43, chỉ có 40-41 thôi. Anh em mà đi 40-41 thì liên hệ Hùng. Đôi này thì giá cao hơn những đôi kia, cũng là giá gấp 1.250.000 nhưng chỉ sale còn 730.000 thôi. Quà tặng thì cũng hai quần càng chống trơn đặc trị mồi tay và chân tuyệt vời, cùng với một móc khóa cầu lông kim loại. Phí ship thì mọi người vẫn tự thanh toán nhé, bên Hùng phí ship khách tự thanh toán. Giá mức giá đưa cho mọi người là mức giá tối thiểu, mức giá hợp lý nhất rồi. Đó thì nhiều khi đó, sự khác nhau về màu sắc, sự khác nhau về chất liệu phía trên nó dẫn đến sự chênh lệch về giá, đấy là những chuyện rất là bình thường. Mọi người đừng thắc mắc Hùng tại sao nhé. Đơn giản có hai đôi giày giống hệt nhau nhưng khác màu thôi. Có những đôi có thể là 500.000, nhưng có những đôi có thể là 1.000.000. Giá cả nó không phải do Hùng quyết định, bởi vì Hùng nhập như nào sẽ bán lại cho mọi người như thế, giá cả là bên hãng họ quyết định. Thì ví dụ họ thấy rằng thôi cái màu này nó bán chạy thì họ đẩy giá lên, họ thấy màu này bán nó chậm thì họ hạ giá xuống để đẩy sản phẩm đi. Người ta đấy là chiến lược bán hàng, chiến lược marketing của bên hãng thôi, còn Hùng thì không can thiệp vào giá được. Nhập giá tốt thì để anh em giá tốt, nhập giá cao thì để anh em giá cao. Ok, đó là ba mẫu giày tầm trung. Vậy thì ba những mẫu giày tầm cao thì Hùng sẽ giới thiệu với mọi người. Rất là hiếm, chắc là mọi người cũng không lạ gì với mẫu giày này. Li Ning AITM 105 màu cam. Đây là mẫu giày thuộc tầm cao của hãng Li Ning, áp dụng dòng đế như đôi đầu nữ đầu tiên Hùng giới thiệu. Dòng đế ra mắt vào năm 2017 của hãng Li Ning, dòng đế mới nhất. Đặc điểm đó là chống mài mòn cao, bám nền, chống lật, rất là nhẹ và rất là êm, hấp thụ lực cực kỳ tốt. Cùng với đó chất liệu của nó là chất liệu kiểu vải dệt phía bên trên này. Là chất liệu kiểu vải dệt, đôi giày rất mềm mại và thoáng khí. Cùng với đó là nó có gia công các miếng này, miếng chất liệu gọi là miếng nhựa kiểu như thế. Nó giúp cho gia cố chắc cái phần này. Cái phần này là cái phần mà rất nhiều người chơi cầu lông, đặc biệt là những người bị bè chân này, thì hoặc là hay kiểu di chuyển theo kiểu phanh gấp ấy, thì rất là nhiều người gặp cái trường hợp đó là nó bị bục, bị rách chỗ này. Thì đôi giày này nó thiết kế như này thì là để nó hỗ trợ cái sự chắc chắn ở cái vị trí này. Vị trí này là vị trí tác động lực nhiều nhất nếu chúng ta phanh gấp. Đó, thì đôi giày này rất là nhẹ, rất là êm và đi rất là ôm chân, giảm chấn đầy đủ. Thân thật đây là dòng đế mà Hùng thích nhất này. Đấy, thì với đôi giày này thực sự bây giờ không kiếm được anh em ạ. Kiếm được đúng hai đôi size 43 thôi. Anh em nào đi 43 liên hệ Hùng. Giá gốc của nó là 1.750.000, giảm còn 920.000. Anh em cũng tặng hai quần cán chống trơn và một móc khóa, về phí ship anh em tự thanh toán. Chỉ còn duy nhất hai đôi size 43 thôi. Anh em nào đi size 43 liên hệ Hùng, các size khác không có, không kiếm được nữa. Ok, nếu anh em nào đi size thích đôi 105 và đi size 41 thì có thể liên hệ Hùng. Đây cũng là 105, tất cả công nghệ thì giống hệt, chỉ khác màu thôi. Và đôi này Hùng cũng chỉ kiếm được 3 đôi size 41 thôi. 41 nha anh em nào đi 41 thì liên hệ Hùng. Màu xám đen này, màu đen này, nhìn rất là nhã nhặn, rất là đơn giản. Và đôi giày đi rất là ngon, khỏi bàn rồi. Với đôi này Hùng bán rất tự tin lắm, đi sướng lắm. Đấy, thì giá gốc cũng là 1.750.000, sale còn 920, tương tự như kia. Ok, và tiếp theo. Màu sắc tím thủy chung cũng là mẫu 105 giống hệt hai mẫu trước, vẫn là mã đấy. Tất cả công nghệ các thứ mọi giống như thế, nhưng sự khác biệt đó là ở màu sắc, nó kết hợp giữa màu tím và màu xanh chuối ở dây và một chút ở trên giày. Thì với mẫu này thì Hùng còn size 42 còn một đôi, và còn size 41 thì Hùng còn 4 đôi. Anh em nào đi 41 hoặc là đi 42 thì liên hệ Hùng ngay. Giá cũng thế, 920.000. Vì phí ship mọi người cũng tự thanh toán nhá. Thì đợt này cũng không có nhiều mẫu. Ok, một mẫu giày khác mà mẫu giày mà năm trước Hùng đi đây. Đây là một mẫu giày mà Hùng rất là ưng và Hùng rất là sẵn sàng giới thiệu với mọi người. Ok, vẫn sử dụng dòng đế đó, dòng đế 2017 của Li Ning. Đây là dòng đế Hùng thích nhất nên là Hùng toàn đi dòng đế này thôi. Đấy, giá nó rất là hợp lý và nó lại đi rất là sướng. Đôi cao cấp chưa chắc đã đi sướng bằng đôi này đâu. Đôi cao cấp đế nó chỉ dày hơn thôi. Thì đôi này dòng đế nó vẫn thế, dòng đế này chống lật, bám nền rất tốt, đi rất êm, rất nhẹ. Đó. Thì Hùng nếu mà so về khối lượng nhá, đôi này còn nhẹ hơn đôi 105 tương đối đấy. Đôi này rất là nhẹ. Nếu mà mọi người thích một đôi giày nhẹ thì mọi người hãy lựa chọn đôi giày này. Nhưng Hùng cho lời khuyên cho anh em đó là nếu mà anh em nào mà kiểu đánh nền sân bê tông mà kiểu nó nền sân nó gồ ghề mà nó kiểu sắc thì không nên chọn đôi này. Không nên chọn đôi này nếu mà sắc. Thì cái chất liệu da của đôi này thì nó so có nghĩa là sự chắc chắn về da của đôi này thì Hùng phải đánh giá. Thực sự là nó không thể chắc chắn bằng đôi 105 được. Tuy nhiên nó hoàn toàn có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu mọi người. Nền sân bê tông xấu quá thì chịu thôi. Nhưng Hùng đi đôi này cũng được gần 1 năm. Hùng đi đa số là phần nền sân bê tông ở sân tài chính.
và đánh cả thảm bê tông, nhưng đa số là Hùng đánh nền sân bê tông. Với dòng đế này không biết là kiểu thiết kế nó như nào, nhưng mà khi mình chạy thì cảm giác là nó bị mòn chậm hơn các dòng đế khác, bị mòn chậm hơn. Lỗ thông thoáng đây, đây là chất liệu da của nó thì rất là mềm, chất liệu da này thì nó cũng rất là tốt thôi. Còn đây xung quanh đây, đây là các lớp lưới thêu của nó, những cái này thì chắc chắn lắm rồi. Với cả đây, những cái này thì nó cũng không chịu tác động lực nhiều lắm. Cái lớp da này, Quỳnh đánh giá đôi này thì da của nó hơi mỏng hơn so với 105, nhưng ngược lại với da mỏng hơn thì nó lại nhẹ hơn. Chất liệu da của nó không phải nhìn kiểu đơn giản đâu, nhưng chất liệu của nó như kiểu cũng kiểu đan sen, giống như kiểu carbon ấy, nếu mà nhìn kỹ được, nhưng mà không lấy nét được. Để ông cố lấy nét về chất liệu cho anh em xem. Không lấy nét được. Nói chung là mọi người yên tâm đi, hãng nó đã thiết kế ra rồi thì mình không sợ lo. Nhưng mà nếu với chất liệu này mà anh em mài quá ấy, có nghĩa là anh em di chuyển theo kiểu mài cái phần trên này, nếu mà đã mài phần da này xuống thì nó rất là hại giày, rất là hại giày. Điểm yếu của đôi này đó là da nó hơi mỏng một chút thôi, nhưng anh em yên tâm, Hùng đi gần năm cũng không thể rách được, không thể rách được. Chỉ là khi mà chúng ta mài thì nó sẽ bị xước da nhiều, hơi xấu. Đôi này cực nhẹ, đi cực êm, chạy cực kỳ bon luôn. Đôi này chạy cực kỳ bon chân. Thì đôi này bên Hùng đợt này kiếm được cũng nhiều phết. Thì có size 40, size 41, size 42 và size 43, đủ 4 size từ 40 đến 43 anh em. Giá cũng là 1.750.000, sale còn 920.000. Màu sắc rất là đơn giản nhã nhặn. Hùng đang theo đuổi với những phong cách kiểu như này, phong cách đơn giản. Trước đi dày lè lẹt nhiều rồi, bây giờ chuyển sang phong cách này một chút cho nó khác. Đó. 40, 41, 42, 43, 1.750.000, sale còn 920. Đây là một mẫu giày rất hot bên Hùng. Đợt này thì may mắn kiếm được nhiều size. Anh em nào cần thì liên hệ Hùng ngay nha. Hôm nọ khách quen Hùng đặt một phát 4 đôi cho câu bộ chỉ duy nhất màu trắng này. Bởi vì là trước họ có mua rồi và họ rất hài lòng, là hài lòng. Ok. Tiếp theo cũng vẫn là đôi giày đó, cũng là một linh đôi giày 081 trắng như vừa rồi, cùng mã luôn, nhưng mà màu này màu khác. Nếu anh em không thích trắng và thấy rằng trắng nó sợ nó bẩn hay là như nào đó thì anh em có thể xem màu đen cam này. Màu đen cam này giống hệt như thế, chỉ khác màu thôi nha. Đây. Đen cam. Với đây, mọi người có thể nhìn thấy chất liệu, nhưng màu trắng thì chúng ta khó nhìn thấy chất liệu. Tại vì sự tác động của ánh sáng vào cái máy quay thì mọi người thấy rằng cái chất liệu không thấy rõ được cái chất liệu của đôi trắng, nhưng mà đôi trắng với đôi đen này thì chất liệu giống hệt nhau. Mọi người có thể nhìn thấy các đường vân giống như vân kiểu giống như kiểu vân carbon ấy, nhưng cái này không phải carbon đâu nha, đây cũng chỉ là da thôi. Nhưng mà với cái kiểu chất liệu này nó cũng rất chắc chắn nha. Nên mọi người có thể nhìn thấy các đường vân, các ô nó đan xen này. Đấy, thì đôi trắng nó cũng như thế, chẳng qua là màu trắng này chúng ta không thể lấy nét, chúng ta không thể nhìn thấy được. Nhưng mà với đôi giày màu đen này chúng ta có thể nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Đây chính là chất liệu chính xác của đôi giày. Đấy. Cũng giá như thế, với đôi này thì cũng size 40, 41, 42 và 43, nhưng đôi này thì màu này thì Hùng lấy được ít hơn màu trắng. Đó, cam đen. Ok, và đôi giày cuối cùng của ngày hôm nay cũng là đôi giày tầm cao, tầm trên, tầm cao của Li Ning. Đây là đôi giày mã Li Ning AITM 071-071. Thì đây là dòng đế khác các dòng đế kia. Dòng đế này nó đã ra đời trước rồi, nhưng dòng đế này được đánh giá là dòng đế nó dày nhất, nó dày nhất của hãng Li Ning. Và đây là kiểu dòng đế đúc. Có nghĩa là với dòng đế đúc này thì về cái vấn đề keo của sản phẩm, về độ cái khả năng mà nó bị kiểu bong keo ấy, nhiều người người ta sợ bong keo thì người ta rất ưa chuộng cái dòng đế đúc này. Đây là dòng đế đúc thì nó cực kỳ chắc chắn, keo nó cực kỳ chắc chắn, không bao giờ phải suy nghĩ rồi. Tiếp theo nữa, dòng đế này mọi người có thể nhìn thấy đế của nó khá là dày, nên là đôi giày này nó cũng sẽ lâu mòn hơn những đôi giày khác. Tuy nhiên đi cùng với đôi đế dày thì mọi người hiểu như nào đấy, nó sẽ nặng hơn các dòng đế khác. Và độ êm của đôi giày này thì so với đôi 105 và đôi 081 thì nó sẽ không êm bằng. Đôi này mới đầu đi sẽ cảm giác hơi cứng, sẽ cảm giác hơi cứng và hơi nặng một chút, thì đi một thời gian nó mềm hơn thì đi sẽ rất là sướng. Với đôi này thì công nghệ chống lật, đây mọi người có thể nhìn thấy đế nó sẽ hơi bè ra một chút. Đây là dòng đế giày thuộc dòng Chenlong TD, tức là sao, tức là đôi giày này là bản rút gọn của đôi mà Chenlong đi, vận động viên Chenlong ở Trung Quốc đi, rất hay đi, và một số tuyển khác của Trung Quốc đi. Nó áp dụng công nghệ chất liệu thì nó rất là xịn. Chất liệu đây là một miếng vải, một miếng da, da rất là chắc chắn và có thể lau rất là dễ dàng. Cùng với đó đây là lớp lưới, lớp lưới cực kỳ chắc chắn luôn. Mình cạo cho mọi người xem nghe tiếng rồi, không bao giờ sợ bị xước bị gì. Và hoa văn các cái đường vắt chéo này rất là đẹp, đúng không? Phía đằng sau đuôi này nó còn thiết kế thêm cái này, nhìn rất là hay. Cái đuôi này rất là hay. Và nó làm, mọi người có thể nhìn thấy nó làm cái này cao hơn. Cao hơn, nó cũng là một phần thuộc công nghệ chống lật nha mọi người. Không phải đến nó cao lên tận trên này đâu, nó chỉ tầm này thôi. Nhưng nó làm cao hơn để nó bo hai cái bên cổ chân của mình vào. Đó. Thì anh em đi đôi giày này vào chân, cảm giác đầu tiên là sự an toàn. Sự an toàn. Nếu anh em nào mà bị hay bị lật cổ chân ấy thì đi đôi này sẽ cảm giác rất là vừa sỏ, sẽ cảm giác rất là an toàn. Thì đôi giày này giá gốc cũng là 1.750.000 và mã của nó là Li Ning AITM 071, màu xanh dương. Thì hiện tại cũng chỉ kiếm được duy nhất hai size, đó là size 42 và size 43. Những size khác thì cũng không kiếm được nha anh em, rất là khó kiếm. Đấy, thì size 42 và 43, nếu anh em nào đi giày size 42, 43 và thích cái phong cách của đôi giày này, đây, phía mặt bên này rất là đẹp, chất liệu cao cấp phải nói, đế cực kỳ chắc chắn. Và bên này đó, nếu anh em nào thích đôi giày này trên thị trường bán khoảng 1.6 triệu đấy anh em ạ, 1.6 triệu đấy.
mọi người cứ thử tra trên mạng xem, tất cả các mã giày mà Hùng vừa giới thiệu với mọi người cứ tra trên mạng đi, Hùng không biết Buffett tí nào. Mọi người cứ tra tham khảo giá một cách thoải mái, mọi người sẽ hiểu ra là cái giá của bên Hùng nó tốt như nào. Đó, anh em nào mua giày bên Hùng nhiều rồi thì nói thật, mua bên Hùng rồi không muốn đi chỗ khác mua nữa. Bao giờ giày hỏng anh em cứ chủ động nhắn tin hỏi mua giày Hùng thôi, không bao giờ phải suy nghĩ đến phải đi mua chỗ khác đâu. Đấy, thì đây. Đây là cuối cùng, chúng ta có thể ngắm nghía thật là kỹ. Rất là đẹp đúng không ạ? Đẹp trai, Hùng đẹp trai. À, trên người Hùng đang mặc một chiếc áo linen, bên Hùng cũng đang giảm giá. Đôi chiếc áo này Hùng rất là thích. Đấy, bên Hùng đang giảm giá chỉ còn 280.000 thôi, một chiếc áo chính hãng mà mọi người ra shop The Store mua toàn 5-600. Mặc rất là sướng, rất là dày, rất là ôm dáng, rất là đẹp. Thì Hùng cũng có làm video giới thiệu các mẫu giờ mẫu áo nhưng Hùng chưa đăng. Tại vì cũng có ít hàng, Hùng phải kiểm lại hàng xem là còn bao nhiêu cái để còn biết được mà bán chứ không. Tí mọi người hỏi nhiều quá lại hết áo. Đấy thì áo có 280 là chính hãng nhá. Mặc rất là sướng. Đấy thì đây là đôi giày cuối cùng mà mình giới thiệu với mọi người, và nếu mà mọi người đang có nhu cầu mua giày thì hãy tranh thủ cái cơ hội tuyệt vời này liên hệ với Hùng ngay để sở hữu sản phẩm, những sản phẩm này, bởi vì nếu không, một là nó hết, cái thứ hai mấy hôm nữa Hùng lại đi quay giải liên tục nên Hùng sẽ không có thời gian bán đâu. Mọi người đang cần giày và lúc cần thì Hùng lại đang đi quay giải thì lại không mua được giày, lại phải mua miễn cưỡng chỗ khác một đôi giày nào đó không hài lòng chẳng hạn. Hoặc là nếu mà có bạn bè gì cùng câu lạc bộ hay anh em chơi cầu lông của mọi người đang có nhu cầu mua giày thì Hùng cũng rất là mong rằng mọi người hãy giúp Hùng giới thiệu những cái video này đến những người bạn của các bạn để họ có thể sở hữu được những cái sản phẩm chất lượng, những sản phẩm chính hãng đảm bảo với cái mức giá nó phải nói là hợp lý nhất, rẻ nhất. Bây giờ thì Hùng xin kết thúc video này. Ok, và bây giờ thì Hùng xin kết thúc video này và hẹn gặp mọi người tại các video trong tương lai của Hùng, và mọi người hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ cái fanpage của Hùng, fanpage support Hùng badminton, nơi chuyên tổng hợp các video cầu lông hay của các giải đấu và nơi chuyên livestream tường thuật trực tiếp các giải đấu cầu lông khắp miền Bắc này. Cùng với đó là kênh YouTube Support Hùng Badminton của Hùng, kênh YouTube có tên là Support Hùng Badminton, nó tổng hợp rất là nhiều các cái video cầu lông, các video highlight những trận đấu cực kỳ hay của các giải đấu và mọi người không thể bỏ qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn mọi người tại các video sau của Support Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại.